Xin chào các bác nhé. Em lên sóng của các bác con rửa bát TA2. TA2 cái dòng TA thì cái cửa kính này của nó kín các bác nhé, nó kín luôn. Con này thì em đã tút táp lại vỏ cho nó đẹp long lanh rồi, trắng đẹp. Chiều cao máy này là cao 60 phân các bác nhé. Năm sản xuất con này 2018. Đây. Hàng bãi các bác nhé, hàng bãi thế cái lưng tôn này nó sẽ không thể đẹp như là hàng đồ dán đâu các bác nhé. Nhưng mà bù lại thì cái giá của nó rẻ hơn khá là nhiều so với hàng đấu giá. TA2. TA2 này thì nó tương đương với TH2. Con này nội thất rất là mới, con này nội thất rất là sạch đẹp nhé. Nội thất sạch đẹp luôn. Giá rất là như mới luôn này. Nội thất quá mới luôn. TA2. Giá thành cực hợp lý luôn. Trước này em bán 5 triệu 9 các bác nhé. TA2 5 triệu 9 này, các bác nào có nhu cầu qua alo nhé, bảo hành 1 năm. Chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Chào các bác.